Bà, xin chào bố bố đọc nghĩa dương bà to mê điên dương to tiết đấy. Thế này cứ sắp xa cao tì đọc bây giờ này chú chờ. Bà này chú chờ cứ cao tì bốn cứ chú chờ perfect continuous. Tại vì này thà anh có tất cả bộ đọc bộ chân tự ngọt đọc bây giờ đó. Ở dương rộp tới present với bùn. Há bùn hay chú chờ. Bà chú chờ với bùn này đấy tỷ bốn nữa nè, chưa chờ phải thầm nhiều nữa, bà chia tỷ bốn này chẳng cực đọc pi này nè, chẳng form, bà chúng tôi chỉ dùng tài sản sáng tỷ mũi cứ form, bà tài chạm form, nè cùng rung vía, ai tỷ pi cứ chạm dù gì, ở đây ban chạm đọc pi này, tỷ mũi chạm form, cứ chạm mọi đơn pi tầm rung, bà tầm rung mũi mũi việc tầm rung này cao mũi mũi khóc nên sạc form, dù gì nữa ở dùng đơn làm pi lẽ các bạn để cao prà như này thà ta cao mũi mũi chúng ta bây giờ bây giờ ôm trong dây bột ni rồi còn dây cầm thiệp là mũi cứ dừng trường dây thà ta cầm thiệp lúc cao đang pin à bây giờ dừng đang thà cầm thiệp cao đang pin á bây lúc dừng đang thà dừng trường cao pra cao mũi nào hả mà lên tọt như một mươi cao future perfect continuous thằng off nia và positive subject clavier have been clavier in chắc anh ấy cứng chân được bóng nắp will have been clavier in âm nhạc đâu đấy à lại nữa nắp bóng việt chân được off thằng bóng will have been clavier in chẳng đấy chắc đó thì tay chạm đó will have been clavier in nhà đang chưa chưa perfect tham dự rồi thì họ tập về đại cử lượng thôi cứ chọn prà thà ta ta vi prà được pin này vi ở thâu ông pi chưa chưa perfect simple bằng mắt thì còn tại chưa chưa perfect simple nhưng sầm đang cử lượng pi vì thế tại chọn situation bị chọn ta đó là future perfect thằng nhựa nên đi và to thì chẳng á là đi nào chưa đi thả chắc u ta ho nó nì nì bị chọn ở đâu bên đi tới hay bị to thì là u to thà khi ông bên mong buồn tập đọc chưa mong buồn mong đọc hay sai chứ nè và hay sai trong bên mong buồn mong đọc chẳng là pe mong buồn cả lại ông bụng lắm nè chẳng nè chẳng bởi ban mán xám sập nè xám sập tỷ chẳng đấy và tốt đấy tỷ ban xám sập tỷ chẳng dưới chập ở đâu tỷ mong bụng bún từ mong đọc chẳng là tỷ mong bụng bún cả lắm mình này thay chập ở đâu ban xám sập nè tỷ ok lớp chụp cũng thì họ I will have been teaching for 30 minutes và một cháu đó for 30 minutes when you rise at 9:30 và chắc chúng chắc là người mong muốn đó hãy đọc mong chúng tôi chắc vào đọc chắc là muốn một lần chắc là sân mẹ mà đo mong bún cái lá này cứ dương bởi bán cứ trong bởi bán 30 nữa I will have been teaching for 30 minutes when you arrive at 9:30 ok at 9:30 chắc 9:30 tomorrow nè nâng cảm thấy chạp đau vì ní và hôm đó về vì ní chắc dương bởi bán cảm thấy đáy và đã bán nâng cập bông tất cả lại nữa. Ok be negative subject clavier will not lại nên tụi bọn á bạn sẽ cứ bộ bị cao video tụi bọn have been clavier in và chúng ta xa ta dương dây cam thiệp từng tại đây trong trong dây đó cam thiệp từng tại chân mong một buồn cả là nứng dương mình cầm phong tại khâu cả hả ngày trọn thì và chân lát của pi pi ơ nâng ngày khâu cả hả ngày trọn thì ngày sai chân lát thọ và I want have been đầu vừa ký in that having lunch
học học về đến chi vô bất chi mình vô bất này chứ học lắm tới học bình lặng chẳng á ai vốn học bình học bình lắm ạ nán sơ rí tomorrow okay tomorrow chẳng tới á C question và dùng thông đá tại từ miền đông dùng equation là dùng equation tới will plus subject là have been là verb in and question mark ok nè số nụ ta nè nâng riêng bàn bảo màn hát nhập bì được xong ta đo mong muốn là chẳng hạn ta ụ thì hò nâng là đáy how long will you have been learning when I rise at 9:30 tomorrow. Tomorrow. Okay. How long will you have been learning when I rise at 9:30 tomorrow? Question mark. Ta nè, nâng ban rin. Nè, ta nè nâng ban rin ở dạng phim của bán. Nè, phim đặc sống tận đó máu của bùn của lạc ngày. Sai. Nè. Bà mong buông lạc này sạch bà anh ấy cứ chia tùm rung form rồi bảo việc tỏ lời dương tùm rung dù xin được ngọt nế bà to express the activity which have been which will have been đang nâng which will have been happening before another time or even pratikana in the future. Ba, chẳng nghĩa tha đâm mây bằng hàng pi sẽ cầm một thiếp đai nâng bàn cầm phùng tại cả lá môn pi vì vì lý rồi có sẽ cầm một thiếp mũi xây tiếp thân ông ở tấy tại cả và to tiếp it can be continue. Yeah, it can be continue. We are nâng trở bàn mà to từ mốc. Tịt, chẳng vì to chọc sọc rồi vì ai nâng to là mươi cả, mươi giả cả. Đây là future. Now, ha. Chẳng sẽ cầm một thiết bị chọc ra mươi nâng tờ. Chọc ra mươi nâng tờ, to ai cái to từ mốc tịt. Chẳng ai to một tiếng và lấy ưu tư họ ưu tư họ thà dân phương ca cho và lấy dân phương ca từ đây kia phương ca từ đây kia vương in a bàn lấy dân kịch trăm lấy chìa lấy dân dân lấy chìa cho nằm rõi đó anh ấy chỉ time expression mỗi một hai cái future này thằng lấy chìa cho lấy dân cho số thà ta điện phương ca lên từ đây kia nông quan bảo bán một tua chẳng rõi hãy chăm cầu những việc tôn trọng cái gì mà to thưa tít á, này, những việc xua thả, how long will have you been, will have you been working
in the bank. Next year. Và tao dựa kê bảo mang đài nạn nâng bàn phương cả nâng khăn ông thân ý kia nút nâng chân nạc rào. Giống đó, cái thập bì môn ní mọc tùa chân nắm, chân nạc rào. Anh nâng kia kết thân nạch nạch chìa. Anh nâng mọc tùa thay mũi của nạch chìa và tì bè nó tùa thay. Nát tùa thay. Chân kia ai chói thá ai will have been. I will have been working in the bank for 5 years or will be about 10 in next year. Và chẳng dừng trong nâng ban phơ ca nâng không thể nghĩ nó là từ 5 năm nâng chân năm cầu chất tôi chân năm cầu và chẳng dây mà anh ta tới chưa chờ phụ phật không dự ơn chưa chờ phụ phật sinh phó vì không nghĩa trong ta chưa chờ phụ phật không dự ơn vì ai mà to từ một tiền chẳng á hay bị khắc có chưa chờ sinh phó bị khắc có ai mà to từ một đài hay nhận là không nghĩa đang trở lại cứ ao chạy không dự ơn thì trong thuộc bạc bị tập bóng cứ xâm đạo từ lực action và cứ xâm đạo từ lực action cầm một thiệt á cầm một thiệt hay chưa chờ sinh phó ban tình action ban tiếng situation sản thiệt và situation sản tiền tôi chỉ một nơi thì chỉ nơi chứ nó anh em hàng tháng situation ok lý cứ chỉ cao bằng hàn cao pra nè cao pra teacher perfect còn dù ớt đây chỉ cao trong cõi hai nơi video bật tổ bởi xa cao tiền đọc phí được rung bằng được chọc hai nơi video bật tổ được rung nâng compare rồi viên cao nên vui mũi ưu thọ present simple nâng present còn dù ớt present for example, present for example, group nâng compare đồng bây giờ dương đăng thang ta dương pra ca mùi mùi ở chỗ bắc hay đấy dương pra future simple, hay đấy dương pra present simple, vẫn pra present can nữa hay đấy dương pra past simple, vẫn pra present perfect chẳng được không khí dạng bệnh nhá và học quân trang xâm rạp ca tạm tạm chất nào video từ ổn định nhá.